hôm chủ nhật vừa rồi sư dĩ mình nghỉ là tại vì sư có cái lời mời của bên giảng sư đoàn để tham gia cái buổi vấn đáp Phật pháp ở bên Việt Nam Quốc tự. Nhưng mà khi tới nơi đó thì do một số tình huống phát sinh đột biến, cho nên rốt cuộc thì mỗi một vị giảng sư khi trả lời có được có một câu hỏi trong 3 phút thôi. Mà quý vị biết là 3 phút đó, y như đánh trận vậy đó, nói lên một cách rút gọn vắn tắt và sau đó là kết thúc. Và sư thấy cũng hơi lấy làm tiếc là vì 3 phút đó mà uổng hết quý vị một cái buổi học. Nhưng mà thông qua cái đó thì sư nhận ra một điều là cái nhu cầu mà tìm hiểu giải thích về Phật pháp của những cái vị tại gia cư sĩ nhiều lắm. Rất nhiều những cái câu hỏi mà lẽ ra đó sư cứ tưởng là quý vị biết hết rồi, nhưng mà khi mà hỏi ra sư mới chưng hửng, mới tá quả là cái nhu cầu mà hiểu về những cái kiến thức Phật pháp căn bản của cư sĩ nó nhiều ghê lắm. Và khi mà mình có cái thắc mắc như vậy đó, thứ nhất là quý vị không biết hỏi ai, cái thứ hai là khi hỏi như vậy đó thì một số rất là khó để mà tiếp cận những cái nguồn thông tin chính xác. Bởi vì khi mà một vị trả lời câu hỏi đó thì vị đó phải căn cứ trên kinh điển, nhưng mà cái này thì rất khó thời nay đó. Vì vậy cái lớp mà Phật pháp căn bản sư thấy là rất cần thiết. Và uổng một cái là bây giờ là mình đã đi vô tới cái phần chuyên sâu rồi, và bây giờ là mình vô cái phần định, là cái phần chuyên sâu. Cái phần chuyên sâu á thì thứ nhất là những cái vị mà xưa tới giờ mà mình chỉ giống như là em bé mà ngậm kẹo á, có nghĩa là mình chỉ thích những cái vấn đề mà nó mềm, ví dụ như bố thí này, giữ giới, hoặc là những cái vấn đề tương tự như vậy. Thì khi mà mình đi vô vấn đề chuyên sâu á, mình sẽ hơi khó khăn tí xíu, mình sẽ cố hơn rất là nhiều. Và cái thứ hai là vô những cái vấn đề chuyên sâu thì nó sẽ bớt đi cái sự hấp dẫn, bớt đi cái sự hấp dẫn. Bởi vì những cái vấn đề bình thường như là bố thí nè, hoặc là những cái nhiệm vụ, nghĩa vụ của người vợ với người chồng, chồng với vợ, mẹ con, rồi thế nào là đạo hiếu, rồi từ bi hỷ xả, những cái vấn đề đó đó mình rất dễ liên hệ với những cái khía cạnh của cuộc sống, cho nên những bài giảng nó thường buông màu muốn vẽ. Nhưng mà khi mà đi vô vấn đề thiền định là mình đi vô vấn đề là nó nghiêm túc rồi, cho nên là có một số vị là có thể là sẽ hơi buồn ngủ tí xíu. Thành ra mình ráng đánh cái tinh thần mình lên 200%. Và khi mà sư đi ra mà bắt xe đi về chùa thì có một cô Phật tử, cổ nói là cổ có tham gia cái lớp ở chùa Nam Tông một lần, là cổ cúng dường sư cái bầu thơ. Thì sư mới nói là bây giờ không phải lúc, bây giờ phải, tại vì sao? Vì lúc đó sư đang đứng ở ngoài đường. Thì những cái tình huống như vậy, Phật tử mà muốn cúng dường thì nó rất dễ gây tới cái sự phản cảm của người khác. Họ nhìn là thấy ông sư ở đứng ngoài cầm tiền cũng nhận tiền, rất là phản cảm. Một số người mà chưa có hiểu đạo và chưa có cái niềm tin nơi đạo, họ sẽ phản cảm. Và cho nên là những cái chuyện đó đó, mình tốt nhất là mình nên lựa cái nơi thích hợp. Chứ còn ở ngay giữa đường thì theo sư, cá nhân sư thấy là nó không nên. Rồi cái nữa là giả sử mà quý vị mà gặp một cái vị nào đó mà ôm bát xuất thực ở ngoài đường, mình làm đúng theo tinh thần chánh pháp luôn. Có nghĩa là nếu như một vị ôm bát xuất thực ngoài đường, sư không nói trong chùa, ngoài đường, quý vị cứ mua đồ ăn thả vô, cứ cúng dường đồ ăn nấu sẵn rồi đó. Nếu nó có hai vấn đề nè, nếu như vị đó là một vị tỳ khưu thiệt, vị đó sẽ nhận, thành ra mình không cần phải lo. Còn nếu như mà vị đó không phải thiệt ấy, sẽ có vị đó sẽ kiếm kế từ chối. Đương nhiên cái này không phải là 100%, nhưng mà phần lớn là như vậy. Cái thứ hai là giả sử mà một vị đó làm giả mạo tăng tướng, không phải tỳ khưu thì nữa,
Thì cái chuyện mà quý vị bố thí đồ ăn bản thân nó cũng là cái phước, đúng không? Bản thân cũng là phước. Và mình sẽ không phải lấn cấn cái chuyện là mình rốt cuộc mình cho cái người đó ông thầy tu giả hay thầy tu thiệt. Và cái thứ ba, nếu như mà tất cả người tại gia cư sĩ mà hiểu được cái chuyện này thì đảm bảo với quý vị là cái chuyện mà giả thầy tu mà đi ôm bát thất thực ngoài đường chuyện nó dẹp. Tại vì đơn giản ôm bát đi ngoài đường mà nhận toàn đồ ăn không à, không, bây giờ ăn xin bây giờ người ta không có chơi cái trò đó, họ không có chịu. Cho nên chỉ cần quý vị toàn bộ cúng đồ ăn hết là ăn xin giả, giả thầy tu là dẹp. Và thậm chí là chư tăng có thể ôm bát khất thực ngoài đường như hồi xưa tới giờ, như từ thời Đức Phật nó đẹp biết bao nhiêu cái hình ảnh chư tăng đi khất ôm bát ngoài đường, sư mê đó lắm. Cho nên là có xin sư cả thì khôi phục lại, xin lại bên ban trị sự để mà chư tăng được ôm bát khất thực ngoài đường, nhưng mà với một cái điều kiện là chư tăng khi đi ra ngoài chỉ nhận đồ ăn. Còn khi mà quý vị mà vô chùa để mà cúng dường thì nó có hai cái kiểu cúng dường. Kiểu thứ nhất là mình cúng dường cho cá nhân một vị sư, thì cái phần đó nó thuộc về cái sở hữu của một vị sư đó, thì cái đó không vấn đề gì hết. Còn khi mà mình cúng dường cho chùa, cho Tam Bảo thì nó mang ý nghĩa là cho một cái tập thể tăng. Và khi mà cho tập thể tăng thì ở cái này là do cái truyền thống của người Việt mình thôi, thì một số vị không có cái nhiệm vụ để mà tiếp nhận cái đó, tại vì nó như vậy nè, nó rất là nhạy cảm. Thí dụ như bây giờ quý vị sẽ cúng dường cho Tam Bảo 1 triệu đi, rồi sư đem cái đó lên trình ra cho chư tăng nói là dạ hôm nay có Phật tử A Phật tử B gì đó cúng dường Tam Bảo 1 triệu đưa lên, thì rất có khả năng là sẽ dưới một cái dị nghị là không biết là có đúng là Phật tử đưa 1 triệu không, hay là đưa 2 triệu, đưa 3 triệu. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên ấy, để tránh những cái rắc rối ấy, thì thường là mỗi một chùa thì sẽ có một bộ phận chuyên tiếp nhận cái vấn đề này, và để tránh cho chư tăng có những cái khúc mắc về sau. Với lại ấy, sẵn đây thì nói luôn, cái này là theo đúng đặng luật ha, chứ còn sư nói cái này ra là có khi là người ta chém sự chết. Nếu như vậy nè, thường mình nói là một vị thầy nào đó nuôi chúng, nhưng mà thực tế là khi mà quý vị mà cúng dường cho Tam Bảo thì mình cái tài sản đó, cái khối tài sản đó nó không thuộc sở hữu của riêng một vị nào hết. Vị chủ trì là vị có trách nhiệm đứng ra trên cái danh nghĩa để mà quản lý, nhưng mà đó không phải là tài sản của cá nhân vị nào, đó là tài sản chung của chư tăng. Cho nên ấy, chư tăng cho dù là một vị tăng khách tới thì vẫn có thể hưởng dụng những cái phần mà tài sản chung. Đương nhiên thì có một số cái riêng, ví dụ như là Phật tử họ tác ý cúng dường chỉ cho chư tăng ở trong chùa thôi chứ không phải chư tăng khách, thì những vị khách thì sẽ không có. Nhưng mà hầu hết ấy, các trường hợp thì tài sản mà Phật tử Đàn Na Tín Thí mà cúng dường cho chùa thì đó là thuộc quyền sở hữu chung của chư tăng. Cho nên trách nhiệm của một vị trụ trì đó là vì đó có trách nhiệm quản lý, chứ cái đó không phải là tài sản cá nhân thuộc sở hữu của một người. Và vì vậy đó, có những cái vấn đề nó nhạy cảm mà nó phát sinh. Ví dụ như nhiều người họ cúng dường những thứ chư tăng xài không được, ví dụ như cúng dường kinh sách mà kinh sách đúng chánh pháp không nói, nhiều lúc chơi ba cái yoga thể hình đem vô mấy ông sư đâu có xài mấy cái đó. Nhưng mà ác cái gì nè, khi mà quý vị cúng dường đó lại là cúng dường cho Tam Bảo, cũng có nghĩa là cúng dường cho chư tăng, nó thuộc quyền sở hữu của tăng, một cái nhóm tập thể, thì cá nhân một vị sư không có quyền quyết định là nhận hay không nhận, không có quyền từ chối. Khi mà cúng dường cho chư tăng là mình không có quyền từ chối, mà nhận vô cũng kẹt, mà kẹt á. Thành ra có những cái mà nó thuộc về cái việc mà cúng dường quý vị cần phải lưu ý. Rồi, và bây giờ chúng ta đi tiếp về cái bài học bữa hôm trước. Thì bài học của hôm trước ấy, chúng ta vừa mới thông qua ba cái đề tài chung mà bất kỳ một cái vị
nào thực hành thiền chỉ hoặc là thiền quán cũng đều phải biết. Đó là gì? Đó là rã tâm từ, đó là niệm sự chết và quán bất tịnh. Cho dù chúng ta hành thiền hoặc là hành theo một cái cách nào đó, tu theo cách nào đó để mà đi đến cái con đường giải thoát ấy, quý vị đều phải biết ba cái này. Bởi vì ba cái này là ba cái nó sẽ theo mình, nó bảo vệ mình trong cái con đường tu. Và đó là đề tài chung. Còn đề tài riêng ấy, trong thiền chỉ thì đó là 40 cái đề mục thiền chỉ còn lại. Ví dụ như là 10 đề mục cái xí ná nè: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Hoặc là bốn phạm trú từ bi, hỷ, xả. Hoặc là những cái thân hành niệm, có nghĩa là niệm thân. Ví dụ như là thiền hơi thở nè, hoặc là quán là tử thi nè, hoặc là quán bất tịnh. Thì tổng cộng như vậy có 40 cái đề mục cả thầy. Và tùy theo căn cơ của mỗi người mà chúng ta sẽ chọn lấy một cái đề tài. Và khi mà mình chọn như vậy đó, nó sẽ theo mình cho tới chết. Hoặc ít nhất nó theo mình cho tới cái lúc mình chứng thiền. Và để mà chọn ra được cái đề tài, đầu tiên là chúng ta cần phải có một vị thầy hướng dẫn. Chứ mình không thể nào mình tự đọc sách được. Cái việc mà hành thiền là mình phải có thầy hướng dẫn. Chứ còn khi mà mình đọc sách ấy, rất dễ hành thiền sai mà mình không biết. Xin nói cụ thể đơn giản như là cái việc mà thiền hơi thở đi. Trước giờ mình đọc sách, rồi nhiều lúc mình theo hướng dẫn mà những cái vị thầy nó không chính xác ấy, mình cứ chạy theo hơi thở, có nghĩa là sao? Chạy hơi thở vô, có người vô trong bụng, rồi lại theo cái hơi thở từ trong bụng đi ra ngoài, cứ như vậy hành suốt ngày, không có đưa tới định được, mà chỉ đưa tới những cái cảm giác mà nó mình gọi là cảm giác của tưởng ấy. Ví dụ như có người thấy cơ thể nó lơ lửng, hoặc có người thấy cơ thể nó nóng, hoặc nó nặng nề, đủ thứ cảm giác hết. Hoặc như có nhiều người khi mà không có vị thầy hướng dẫn ấy, thì ngồi thì cũng ngồi y như mọi người, nhìn lên rất là đẹp, rất là chuẩn. Tại vì cái vẻ bề ngoài đó thì ai cũng như ai, mình có thể mình học hỏi bắt chước được, nhưng mà cái nội tâm ở trong đó mới là quan trọng. Nhiều người khi mà ngồi đó, có khi họ ngồi tốt, ngồi nhiều tự nhiên ngồi lâu được thôi. Thì khi mà ngồi có khi ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà ở trong cái tâm của họ đó, họ không biết cái tâm nó phải đặt vào đâu. Giống như ngồi chơi vậy thôi, ngồi y như là mình ngồi giải lao, hoặc là mình bắt đầu mình suy nghĩ lung tung, mình không có một cái mục tiêu cố định để mà mình hướng tâm vào. Đó là cái bất lợi của việc tự hành thiền mà mình không có thầy. Rồi còn cái nữa, ví dụ như khi mà mình đi thiền ấy, thì nhiều vị đi theo cái quán tính, hoặc là đi theo cách là mình nhìn những cái người khác, nhìn những người xung quanh đi như thế nào thì mình đi như thế đó. Và do cái môi trường, ví dụ như là môi trường của chùa nó yên tĩnh này, hoặc là gần gũi thầy bạn, hoặc là cái môi trường nó tăng cái tăng trưởng cái niềm tin ấy. Cho nên khi mình đi như vậy, hoặc là mình ngồi thiền ấy, mình cũng thấy an lạc và mình tưởng như vậy là mình đang hành thiền, nhưng thực tế không phải. Khi mà quý vị đi, cái vấn đề không phải là quý vị đi nhanh hay đi chậm, cái vấn đề không phải là quý vị đi có đẹp hay là không, cái vấn đề không phải là quý vị có đi theo hàng hay là không đi theo hàng, mà cái vấn đề là khi đi đó, cái tâm mình đang tập trung vào đâu. Cái tâm mình phải tập trung vào cái đề mục thiền thì nó mới gọi là đi thiền. Chứ còn đi thiền mà mình cứ ngó cái chân, mình cứ nhìn chằm chằm đi làm sao cho nó coi cho được thì nó không phải là đi thiền. Vì vậy cái tầm quan trọng của một vị thầy là hết sức cần thiết. Như vừa rồi đó, có cái khóa xuất gia gieo duyên, thì những cái vị xuất gia gieo duyên ở hẳn ở trong chùa, và sư hướng dẫn mỗi ngày, kẹp cặt mỗi ngày. Sư không dám nói là mình là một vị thiền sư, nhưng mà ít nhất ấy, trong cái giai đoạn đầu của việc hành thiền thì có thể hướng dẫn những cái vị mới từng ngày một, hỏi coi ngày hôm đó vị đó hành như thế nào, có những cái trải nghiệm ra làm sao, để xem coi vị đó hành đúng hay hành sai. Nếu có chật một cái gì đó nó chật chìa thì mình uốn nắn ngay lập tức. Và
cái kết quả khi mà kết thúc cái khóa tu ấy, thì nó cũng rất là khả quan. Cho nên cái việc mà chúng ta hành thiền cần một vị thầy, nó là cái điều hết sức quan trọng. Và tránh cái chuyện thứ nhất là hành thiền theo sách, có nghĩa là chỉ theo sách vở không thôi, và tự mình hành thiền thắc mắc không biết hỏi ai, hành đúng hay hành sai cũng không biết. Cái thứ hai là tránh cái việc mà học đạo online, nhất là hành thiền. Ví dụ như mình học về kinh, về luật thì có thể học online được, nhưng mà học về thiền không học online được đâu, bởi vì mỗi người mỗi khác, mà khi mà giải thích vấn đề riêng của từng người nó không có giống nhau. Trường hợp của chú này sẽ không giống với trường hợp của chú kia, và trường hợp của chú kia sẽ không có giống với trường hợp của cái cô này, nó không có giống nhau. Mà khi quý vị hỏi đạo online đó, như trường hợp của sư, rất khó để mà hiểu tường tận cái chi tiết ở cái người này nó ra làm sao và hướng dẫn cụ thể như thế nào. Nói thiệt với quý vị chứ nếu mà gõ tay gõ gõ phím mà hướng dẫn ấy, gõ mệt chết luôn. Mà gọi điện ấy, thì mình không biết cái đối phương ấy họ nghe có tiếp thu được hay không, không biết. Rồi họ hành như thế nào mình cũng không biết. Có những trường hợp mà sư hướng dẫn họ mà hướng dẫn cũng qua nhắn, sư thấy không có tác dụng, không có kết quả. Hướng dẫn 1 tháng 2 tháng họ đâu những cái vào đó, tới hồi hỏi lại chất quốc họ không có nắm được, và họ hành thiền như thế nào đó theo cái cách của họ. Vì vậy tốt nhất nếu như mà mình học đạo mà hành thiền, nên tìm đến một vị thầy, và mình nên dành cái thời gian để mà mình thực hành. Có cái vấn đề gì thắc mắc và hỏi. Tuần sau là cái tuần để mà mình truyền pháp, để cho quý vị có cơ hội để hỏi và để trình ra những cái thắc mắc của quý vị trong cái giai đoạn quý vị thực hành. Và nếu như cái gì mà quý vị chưa hiểu thì quý vị hỏi ha. Và sẵn cái này thì này hơi ngoài lề tí xíu, là sắp tới cái lễ Vesak thì chắc mọi người ai cũng biết. Vesak năm nay tổ chức ở Việt Nam. Thì vừa rồi đó, sư thấy rất nhiều những cái nhóm nam nữ cư sĩ đăng ký những cái tiết mục văn nghệ để mà phục vụ cái đại lễ Vesak. Thì cái đó là theo cái phong trào của Phật giáo phát triển, nhưng mà với Phật giáo Nam Tông ấy, thì mình có một cách khác, đó là chúng ta tổ chức một cái đêm hạnh Đầu Đà. Các chùa, những cái chùa theo Phật giáo Nam Tông thì tổ chức một cái đêm hạnh Đầu Đà, có nghĩa là sao? Trong 13 cái hạnh Đầu Đà thì chúng ta sẽ hành trì một cái Đầu Đà, đó là ngăn oai nghi nằm, chọn một đêm để gieo trồng phước báo. Đó là một cách để thực hành theo lời dạy của Phật. Cái thứ hai là cái này là sư giao nhiệm vụ cho lớp, ráng làm sao soạn một cái bài pháp ngắn chừng 5 tới 10 phút. Hôm đó quý vị sẽ có cơ hội thành đứng ở trên đây nói pháp. Quý vị sẽ có khoảng 5 tới 10 phút để mình tập cái khả năng mà mình trình bày và chia sẻ Phật pháp cho mọi người, và mong là mọi người ủng hộ, nhất là lớp của mình. Chứ còn mỗi năm ấy, khi mà tới cái tiết mục này thì nó hơi vắng và cái chất lượng nó cũng không có cao, cho nên quý vị ráng soạn một cái bài nói pháp chừng khoảng 5 tới 10 phút. Thì cái nội dung thì trước tới giờ mà quý vị học đạo ở đây đó nó nhiều lắm, đủ dư sức để mà quý vị soạn ra một cái bài như vậy. Còn nếu như mà mình soạn không được ấy, thì có thể chọn một cái bài kinh nào đó và học thuộc lòng, hoặc là một cái tích truyện ở trong cái chú giải kinh Pháp Cú ấy, thì quý vị có thể học thuộc rồi đứng lên đây giảng cũng được. Khi mà quý vị lên đây nè, quý vị sẽ thấy là một vị pháp sư nó không có dễ. Khi mình đứng trên đây quý vị sẽ thấy cái chuyện nó hồi hộp kinh khủng luôn ha. Và nhiều người thậm chí đứng ở trên đây là mở miệng nói không ra hơi, nó là một cái áp lực ấy. Nhưng mà nhớ như vậy nè, khi mà mình đứng trước cái đám đông ấy, thì mình phải suy nghĩ Đức Phật đã dạy
người có bố thí, người có thực hành cái hạnh bố thí, nhờ cái năng lực của phước bố thí, họ đứng giữa đám đông họ không có e sợ. Cho nên mình đứng ở đây mình không bị gì phải sợ. Cái thứ hai, người có giới hạnh, nhờ năng lực của giới hạnh, họ đứng giữa đám đông họ không e sợ. Xét lại coi mình giữ đủ năm giới hay không. Nếu mình giữ được năm giới, đứng trước đám đông mình không phải run sợ. Cái thứ ba, Đức Phật dạy, người có thiền định, nhờ năng lực của thiền định, vì đó không phải run sợ. Quý vị đã hành thiền, có hành thiền, có rải tâm từ, khi đó quý vị chỉ việc quán tưởng những cái người đang ngồi ở dưới đó như con ruột của mình. Mình ở đây là mình là một người mẹ, giống như một người mẹ ngồi giữa bầy con như vậy, thì không có lý do gì để mà quý vị run sợ. Và ráng chuẩn bị một cái bàn. Và nói về một vị thầy thì theo Phật Pháp có rất nhiều những cái hạng khác nhau. Cái vị thầy cao cả nhất, tốt nhất, đó chính là Đức Bổn Sư của chúng ta. Khi mà một vị Phật Chánh Đẳng Giác ấy, hướng dẫn cho chúng ta một cái đề tài nào đó để mà chúng ta tu, thì chúng ta chỉ việc ôm cái đề tài đó là chắc cú là mình có thể đạt tới cái mục tiêu tốt nhất của cái kiếp hiện tại. Rất nhiều người có khả năng chứng thánh hoặc là chứng thiền. Cho nên Đức Phật Chánh Đẳng Giác là một vị thầy tối thượng, tốt nhất. Và do đó, đó ngài trong 10 cái hồng danh của ngài đó, có một cái hồng danh là Lokavidu, có nghĩa là thế gian giải, hán dịch là thế gian giải đó. Là ngài hiểu tất cả các cái pháp thế gian và tất cả các pháp xuất thế gian, ngài hiểu tất cả những cái cơ tánh chúng sanh, nó rộng hẹp ra làm sao, nó nhanh chậm như thế nào, ngài biết hết. Cho nên ý, có những cái trường hợp mà ngài chỉ việc ngài nói một câu là có thể chứng đắc. Ví dụ như trường hợp mà ngài gặp ngài Bá Hí Giá, ngài chỉ nói rất ngắn gọn, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm. Ở đây chỉ có cái thấy chứ không có người thấy, chỉ có cái nghe chứ không có người nghe, chỉ có cái xúc chạm chứ không có người xúc chạm. Đây là sự tóm tắt. Và ngay lập tức ngài Bá Hí Giá ngồi ở dưới gốc cây quán tưởng về tứ niệm xứ, và ngài Bá Hí Giá chứng đắc thánh quả A-la-hán. Hoặc cũng có những trường hợp mà Đức Phật thấy là vị này cần phải thuyết một cái bài pháp dài, thì ngài sẽ thuyết theo tuần tự. Có nghĩa là sao? Ngài thuyết về bố thí nè, ngài thuyết về giữ giới nè, ngài thuyết về các cái cõi trời nè, ngài thuyết về những cái mối nguy hại khi mà hưởng thụ dục lạc nè, rồi ngài thuyết về những cái lợi ích khi mà mình ly dục. Và sau đó là ngài bắt đầu chuyển mất xe pháp luân. Có nghĩa là sao? Ngài thuyết về khổ tập diệt đạo, và qua đó một vị đó có thể chứng thánh. Thì nó có rất nhiều những cái hạng người, mà tùy theo mỗi hạng người Đức Phật đều có cách để mà hướng dẫn khác nhau. Tuy nhiên bây giờ thì Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 2500 năm rồi, cho nên chúng ta không còn gặp được Phật nữa. Nếu có chăng thì chúng ta chỉ còn dựa trên những cái kinh điển, và dựa theo những kinh điển đó, đó ráng tìm một cái bài kinh, một cái lời dạy phù hợp với mình. Có rất nhiều những cái bài kinh mà nó có thể là nó phù hợp với căn tánh của mình. Ví dụ như bản thân sư đi, khi mà đối trị với cái tâm tham ấy, mà khi có những lúc mà mình không muốn cho, không muốn bố thí, những lúc đó là những lúc như thế nào? Quý vị có thể thắc mắc, ông thầy tu thì có cái gì đâu mà cho. Thì nó như vậy nè, có những lúc, ví dụ như cúng dường một Phật tử cúng dường một tô hủ tiếu đi. Trong hủ tiếu nó có hai cái cơ bản, thứ nhất là hủ tiếu, cái thứ hai là đồ ăn. Nhưng mà khi mà con chó nó tới đó, ông sư thì khi mà con chó nó tới thì nó quẩy đuôi, thì mình nghĩ đồ ăn thì nó không có nhiều. Thì có những lúc ấy, mình sẽ có một cái sự bỏng sẻn, mình không muốn cho. Mà tại vì mình nghĩ bây giờ thế mà cái tô hủ tiếu đó, mình đem đồ ăn cho hết con chó thì mình còn hủ tiếu với nước không thôi ăn cái gì. Nhưng mà đó, khi đó sư có một cái, nhớ tới một bài kinh mà Đức Phật nói, nếu như có một người hiểu về
cái quả báo của sự bố thí như là Thế Tôn hiểu, thì ngay cả cái miếng ăn cuối cùng ấy, họ cũng không nỡ ăn nếu như có chúng sanh cần tới nó. Và sư chỉ việc nhớ tới câu đó thôi là cho hết. Có thể mình sẵn sàng cái việc mình cho ra nó rất là nhẹ. Cho nên ấy, cái người vị thầy vĩ đại nhất là Đức Thế Tôn. Nhưng mà do Đức Phật viên tịch rồi thì mình chỉ có thể dựa vào những cái bài kinh. Và một số trong đó mình cần phải cầm theo như là một cái hành trang. Để mà đụng chuyện thì mình có, mình xài. Rồi ở dưới Đức Phật thì có chư vị Thánh Tăng. Chư vị Thánh Tăng thì các ngài đã chứng đắc thánh quả. Và do một và có một số vị do năng lực thần thông, các vị đó có thể biết được cái căn tánh của mình nó thích hợp với đề tài nào, và các vị đó có thể hướng dẫn một cách phù hợp. Mà do một số người đấy, khi mà tu tập vị đó hiểu nhầm, nói là khi mà mình làm thanh văn ấy, thì mình là tiểu thừa mã khô giống thúi, mình không có giúp được ai hết, thì đó là một sự hiểu lầm. Tại vì khi mà một vị chứng quả A-la-hán thanh văn, vị đó có thể giúp được rất nhiều chúng sanh, tùy theo hạnh nguyện của vị đó và tùy theo có bao nhiêu chúng sanh có duyên với vị đó ha. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói ngài là giống như là một người mẹ của chúng sanh. Như thế nào? Có nghĩa là cái số lượng mà người cư sĩ hoặc là tăng tục hoặc là loài người hoặc là chư thiên, cái số lượng chúng sanh ấy, mà ngài độ từ phàm vô thánh ấy, từ một người phàm mà ngài độ để cho chứng thánh, nhiều không thể đếm kể. Chỉ có thể dùng cái từ vô số để hình dung. Nhiều lắm thưa quý vị. Còn ngài Mục Kiền Liên ấy, là một cái người mà chuyên giúp những cái vị mà đắc từ sơ quả, vị đó dẫn lên nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên nếu mà mình nói là một vị A-la-hán mà không giúp được nhiều chúng sanh thì nó không chính xác. Chẳng qua là cái khả năng giúp đỡ chúng sanh của một vị thanh văn A-la-hán nó không bằng một vị A-la-hán chánh đẳng giác. Nó không bằng. Chứ không phải là ít đâu. Ngoài ra còn có những trường hợp như là khi một vị A-la-hán mà vị đó có cái lòng mà thương tưởng chúng sanh ấy, mà tạo nên một cái hội chúng ấy, thì cái số lượng mà hội chúng vị đó quản lý nhiều lắm thưa quý vị. Ví dụ như ngài Ca Diếp, thì khi mà ngài tu hạnh Đầu Đà như vậy đó thì ngài là đệ nhất vị ly dục, nhưng mà ngài vẫn có đệ tử, ngài sống ở trong rừng. Thường mình nghĩ là những vị hạnh Đầu Đà có khi bị những vị đó sống một mình, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài vẫn có đệ tử, và cái nhóm đệ tử của ngài là những vị chuyên hành cái hạnh Đầu Đà, đệ nhất về Đầu Đà. Hoặc là đệ tử của ngài A Nan, thì đó là những cái nhóm đệ tử mà đệ nhất đa văn. Cho nên mỗi một vị thánh tăng A La Hán, các vị có thể giúp đỡ cái số lượng chúng sanh là mình không thể tính được, tùy theo hạnh nguyện của vị đó và tùy theo có bao nhiêu chúng sanh có duyên với họ. Nhưng mà có một điểm như vậy nè, thì mỗi một vị thánh tăng, vị đó có một cái sở trường riêng. Cho nên khi mà hướng dẫn đệ tử ấy, thì ngay cả một vị thánh A-la-hán thanh văn thì vị đó vẫn có khuynh hướng là hướng dẫn theo cái sở trường của mình. Như hồi nãy sư nói, ví dụ như là đệ tử ngài Ca Diếp thì sẽ có khuynh hướng là thực hành cái hạnh Đầu Đà. Đệ tử ngài Xá Lợi Phất thì sẽ có khuynh hướng phát triển trí tuệ. Ngài đệ tử ngài Mục Kiền Liên sẽ có khuynh hướng phát triển về năng lực thiền định và thần thông. Đệ tử ngài Ananda thì sẽ có khuynh hướng phát triển về cái đa văn hiếu học. Thì mỗi một vị thánh tăng A La Hán thì họ sẽ có một cái sở trường riêng nào đó. Chỉ có vị chánh đẳng giác là hướng dẫn một cách toàn diện, còn chư vị thánh A La Hán thì họ không bằng một vị chánh đẳng giác. Và một vị thánh A La Hán thanh văn ấy thì cũng có một số hạn chế nhất định. Ví dụ như trường hợp ngài Xá Lợi Phất, như sư nói hồi nãy, ngài là mẹ hiền của ba cõi. Nhưng mà có những trường hợp mà ngài không giúp được do cái năng lực của ngài không bằng một vị chánh đẳng giác. Ví dụ như có trường hợp là một vị Tân Thọ Tỳ Kheo tới xuất gia nơi ngài, thì ngài thấy là cái vị này còn trẻ đó, thì cái tham dục của vị này nó sẽ rất là nặng.
thì ngài Xá Lợi Phất mới cho cái vị tỳ khưu trẻ quán bất tịnh. Nhưng mà vị tỳ khưu trẻ quán bất tịnh không có đưa đến kết quả, và ngài Xá Lợi Phất mới dẫn cái vị đệ tử lên gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói: được rồi, bây giờ để vị Tân Khoa Thọ tỳ khưu này lại, và ngài Xá Lợi Phất cứ việc về. Đức Thế Tôn dẫn vị này, cho vị này đi tắm rửa sạch sẽ, rồi dẫn vị này đi đến nhà của một cái gia chủ mà phải nói là theo mình bây giờ gọi là đại gia thí chủ ấy. Thì tới thì vị này gia đình thí chủ mà gặp một vị chánh đẳng giác mà dắt theo đệ tử nữa, thì cúng dường nó rất là hậu hĩnh và ăn những thức ăn nó rất là ngon, và ngoài ra thì còn cúng dường bộ y rất là đẹp. Cho nên vị Tân Thọ tỳ kheo này được mặc một cái bộ y mới đẹp và nó rất là thoải mái. Sau đó thì Đức Phật dắt vị này ra cái hồ sen để mà quán tưởng bông sen, và do năng lực thần thông Đức Phật tạo ra một cái bông sen giống như là vàng rồng, nó đẹp, rất là đẹp. Quý vị cứ tưởng tượng mà bây giờ mình có một cái vị tăng thống hoặc là một hòa thượng đầu đàn mà cho mình dắt theo mình ha, cho tắm rửa rồi dắt đi nhà thí chủ, cho ăn uống rồi cho y cho đẹp, rồi tự tay mà hướng dẫn, nó sướng ghê lắm. Cho nên ấy, vị này rất là sung sướng, rất là hạnh phúc khi mà được Thế Tôn hướng dẫn, và vị này tập trung vào cái bông sen. Nhưng mà Đức Thế Tôn dùng thần thông để cho bông sen nó héo từ từ. Và khi mà vị Tân Thọ tỳ kheo này đó, thấy bông sen nó héo, thì vị này mới quán về cái tướng vô thường. Có nghĩa là vị này quán là cái hoa sen mà đẹp như vậy mà nó còn vô thường, thì huống chi là cái thân này. Và khi đó Đức Phật xuất hiện và thuyết một cái lời pháp ngắn để mà vị này nhìn thấy rõ cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Qua đó vị này phát triển cái trí tuệ quán và ngay lập tức chứng cái đạo quả A-la-hán. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất đến ấy, thì Đức Phật nói là cái vị đệ tử này đã hoàn thành bổn phận của một vị tỳ khưu. Thì khi mà nói câu này có nghĩa là vị này chứng quả A-la-hán. Cho nên ấy, ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là tại sao mà con hướng dẫn cái vị đệ tử này mà không có kết quả? Thì Đức Phật mới nói là do cái người đệ tử này nè, đã 500 kiếp từng làm cái nghề thợ bạc, cho nên có cái ấn tượng mạnh mẽ đối với những cái vật mà tinh xảo và đẹp đẽ. Vì vậy Đức Phật mới tạo ra một cái bông sen vàng để cho cái người đệ tử này quan sát. Và cái năng khi mà ngài Xá Lợi Phất nói là ngài đã cố thử dùng cái năng lực thần thông để mà biết được cái căn tánh của người đệ tử, thì Đức Thế Tôn mới nói là cái này là thuộc phạm trù của chư vị chánh đẳng giác, chứ một vị A-la-hán thanh văn chưa có làm được chuyện đó. Cho nên ngay cả chư vị thánh tăng thì cũng còn một số cái mặt thiếu sót trong cái vấn đề hướng dẫn đệ tử, không bằng một vị chánh đẳng giác. Nhưng mà mình nghĩ ngay cả một vị thánh A-la-hán mà bây giờ mình còn không gặp, thì bây giờ lấy ai mà dạy đây? Thì theo Thanh Tịnh Đạo thì còn cái loại vị thầy thứ ba, đó là vị một vị phàm nhưng mà đã chứng thiền. Chứng thiền có nghĩa là sao? Vị này chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là chứng bốn tầng thiền sắc giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Khi mà một vị chứng thiền ấy, thì ít nhất vị này có kinh nghiệm. Và khi mà vị này có kinh nghiệm thì vị này có khả năng hướng dẫn mình đi theo cái đường lối của vị đó. Cho nên về sau chúng ta mới có những cái dòng thiền mà gọi là thiền tổ sư. Có nghĩa là mình thiền theo một cái vị tổ nào đó, thì vị đó có một số cái sở chứng nhất định. Ví dụ như vị đó chứng thiền, thì khi mà mình theo vị đó đó, thì một số người có khả năng tu tập và đạt được một số kết quả nhất định. Ví dụ như vị đó cũng có khả năng chứng thiền. Và vì vậy cái dòng thiền của cái vị tổ sư đó, nó mở rộng ra.
mở rộng. Như bây giờ chúng ta thấy, là có rất nhiều những cái dòng thiền mà thuộc tổ sư. Nhưng mà quý vị nhớ như vậy, khi ngay cả một vị phàm chứng thiền hướng dẫn mình đi chăng nữa đó, thì vị đó vẫn có những cái khuynh hướng tâm lý và có những cái thói quen phù hợp với cái căn tánh của vị đó. Ví dụ như vị này thích ngồi, vị này ngồi nhiều, và do cái cấu trúc sinh học của cơ thể vị này, cũng như là do cái tiền nghiệp, cũng như do ba la mật của vị này, thì vị này ngồi nó thuận tiện cho việc hành thiền. Và vị này có thể ngồi 2 tiếng, 4 tiếng, 8 tiếng. Và vị này cảm thấy là ngồi càng lâu thì cái định nó càng thâm sâu. Cho nên khi mà dạy đệ tử thì vị này đặc biệt chú trọng cái việc ngồi thiền và ngồi càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, cái việc ngồi thiền này thì nó không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Không phải ai cũng phù hợp. Quý vị phải biết cái chuyện. Rồi có vị thì không chủ trương cái chuyện ngồi thiền, mà vị này chủ trương cái việc đi thiền. Bởi vì do cái căn tánh của vị này thì đi thiền nó phù hợp hơn. Và khi đi thiền, vị này có cơ hội theo dõi từng cái biến động trong cái tấm thân sinh lý. Vị này có thể theo dõi thân, thọ, tâm, pháp trong cái quá trình đi thiền. Vị này rất giỏi và rất là nhạy bén trong cái việc theo dõi từng cái thay đổi tinh tế ở trong cơ thể, ngay như cả khi nó hoạt động. Và vị này nhận ra là cái việc đi thiền ấy thì sẽ tăng cường cái năng lực thiền định hơn là việc ngồi thiền. Cho nên vị này hướng dẫn đệ tử nên đi thiền nhiều. Và đệ tử cứ thế mà hành theo. Rồi có những vị thì vị đó lại thấy là ngồi thiền thì nó đau chân. Vị này ngồi thiền không được do cái cơ thể sinh lý. Và vị này có sở chứng nha, chứ không phải là thường tầm thường. Cho nên khi dạy thì vị này có khuynh hướng nói là ngồi cũng được, đi cũng được, đứng nằm ngồi cũng được. Tư thế không quan trọng. Quan trọng là cái tâm của mình nó tập trung ở cái chỗ nào, nó mới là quan trọng. Và thế là vị này có khuynh hướng hướng dẫn đệ tử là cái tư thế thiền không quan trọng, cái tâm đặt ở đâu mới quan trọng. Cho nên ý, nói chung lại, cái dòng thiền tổ sư thì mỗi một vị có một cái sở trường và cái sở đoản riêng, nó phù hợp với cá nhân vị đó. Cho nên mình có thể đến học tham khảo, nhưng mà không đảm bảo là nó phù hợp với mình. Và cái vị tiếp theo, có thể vị này, vị thầy tiếp theo đó, có thể vị này là không có chứng thiền, nhưng mà vị này là một vị tam tạng pháp sư. Có nghĩa là vị này không thuộc tam tạng, tạng kinh, tạng luật và tạng A Di Đà. Thì đó cũng là một vị thầy lý tưởng. Bởi vì một vị mà tam tạng pháp sư ấy, vị đó rành rẽ về những cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên khi mà vị này nói ấy, mặc dù không có kinh nghiệm cá nhân, nhưng mà về mặt lý thuyết vị này rất là vững. Và vị này có khả năng hướng dẫn đệ tử tu tập theo đúng cái lộ trình. Và một vị tam tạng pháp sư có một cái lợi thế, đó là vị này do vị này không có chứng thiền. Sư không nói là những vị tam tạng pháp sư không có chứng thiền nha, nhưng mà sư nói là trong cái trường hợp mà một vị tam tạng pháp sư hướng dẫn mình ấy, thì vị này có cái sự linh động hơn là cái vị mà chứng thiền. Có nghĩa là sao? Vị này tùy theo từng bài kinh. Ví dụ như người có cái cơ tánh tham, vị này hướng dẫn khác. Người cơ tánh sân, vị này hướng dẫn khác. Người cơ tánh si, vị này hướng dẫn khác. Người có cái đức tin mạnh, vị này hướng dẫn khác. Thì tùy theo mỗi người, vị này có cái sự linh động. Linh động dựa vào đâu? Dựa vào cái kiến thức mà vị này có. Và nếu như mà mình không có gặp được một vị tam tạng pháp sư, mà thưa quý vị là cái một vị tam tạng pháp sư bây giờ mà chỉ còn ở Miến Điện thôi, chỉ còn mỗi Miến Điện là còn một những cái vị tam tạng pháp sư, mà một năm như vậy đó là cái số người mà thi vào cái tam tạng pháp sư cả 100.000 người, nhưng mà cho tới bây giờ thì cái số vị mà tam tạng pháp sư thì chỉ đếm ở trong đếm bằng đầu ngón tay, rất là ít và rất là hiếm thôi. Mà mình nghĩ là một vị như vậy thì bây giờ làm sao mà gặp vị đó mà xin.
Thì có một cách nữa, đó là nếu một không gặp được một vị tam tạng thì mình có thể gặp một vị nhị tạng, ví dụ như thuộc lòng hai tạng nè, hoặc là thuộc một tạng. Còn nếu như mà không gặp được một vị mà thuộc lòng một tạng kinh nữa đó, tạng kinh ở đây là cái tạng Nikaya của mình, là gồm có gì? Trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tương ưng và tăng chi, năm bộ kinh cả thảy. Thì nếu như mà không gặp được một vị thuộc lòng năm bộ kinh, mình có thể gặp một vị thuộc bốn bộ kinh, ba bộ kinh, hai bộ kinh, một bộ kinh. Một bộ kinh đây là kèm với chú giải. Cả khi mà mình thuộc lòng một bộ kinh đi nữa thì cái lượng kiến thức ở trong đó vẫn rất là nhiều, và nó có thể đủ để mà mình hướng dẫn một cái vị đệ tử thực hành theo cái con đường phẩm hạnh và hành thiền đưa đến cái cứu cánh. Cho nên cái sư đặt ra cái tiêu chuẩn cho một cái người cư sĩ cũng như một vị tu sĩ mà gọi là hiểu biết Phật pháp ấy, sư đặt tiêu chuẩn hơi cao. Hơi cao là sao? Vị này ít nhất học xong một bộ kinh, ví dụ như học xong một cái trường bộ, học xong một cái trung bộ, học xong một cái tăng chi. Học đây không nhất thiết là quý vị phải thuộc lòng, nhưng mà ít nhất ấy, mình phải học qua và mình nắm cái nội dung ở trong đó. Quý vị tin đi, chỉ cần mà quý vị học một bộ kinh thôi là cái số lượng kiến thức mà quý vị nắm được ấy, nó rất là vững và nó đủ để mà mình sử dụng trong cả một đời. Hoặc là nếu như ấy, mà mình không gặp được một vị mà thuộc lòng một cái bộ kinh thì mình có thể học đạo ở một cái vị cẩn trọng. Bởi vì một vị cẩn trọng là như thế nào? Đó là một vị có học tam tạng nhưng mà vị đó không có nhớ thuộc lòng, nhưng mà vị này là một vị có cái tính cẩn trọng. Thì vị này đó, khi mà hướng dẫn người đệ tử thì sẽ trích dẫn trong kinh, trong luật, trong luận, có nghĩa là trong A Tỳ Đàm, trích dẫn ra nói rõ Đức Phật trong cái bài kinh này ngài đã dạy như thế nào, và ngài nói y chang như vậy hướng dẫn đệ tử. Ngài sẽ tôn trọng tối đa cái chuyện mà mình hành theo chánh tạng, và nếu như có cái gì phát sanh ngoài ra đó thì vị này sẽ có cái khuynh hướng là học hỏi theo cái kinh nghiệm của những cái bậc tiền nhân, ví dụ như là những cái vị thầy trước, chứ không có phải là theo cái kinh nghiệm cá nhân hoặc là theo cái sở thích cá nhân. Hoặc là mình có thể học đạo ở một cái vị có cái sở chứng nhất định, nhưng mà vị này chưa có chứng thiền, nhưng mà có cái thời gian mà hành thiền, vị này từng có kinh nghiệm trong việc hành thiền. Mà sư nói ở đây là hành thiền một cách nó chính xác, đúng theo chánh pháp, thì vị này cũng có thể hướng dẫn mình. Còn nếu như mà mình không gặp nữa thì mình có thể gặp một cái vị đa văn. Một vị đa văn thì vị này sẽ cẩn trọng sắp xếp từng cái lời dạy phù hợp để mà hướng dẫn những cái người đệ tử đi theo một cách đúng đắn để tránh tối đa cái chuyện lầm lạc. Cho nên ý, cái việc hướng dẫn hành thiền đối với những người tại gia cư sĩ ở chùa Nam Tông, và sư ở đây thì sư chỉ bạo gan bạo phổi hướng dẫn quý vị trong cái bước cơ bản để quý vị hành thiền, để chi? Tránh cái trường hợp mà mình hành sai, và để mà sau này mà quý vị có đi cái bước cao hơn nó cũng dễ. Nhưng mà sư thì hơi chủ quan một tí xíu ha, là người Phật tử ấy, cái khả năng chứng thiền của họ nó hiếm lắm. Tại vì sao? Bởi vì mình còn phải lo cơm gạo áo tiền, mình còn phải lo gia đình, còn phải lo chồng, lo con, lo cái, lo đủ thứ hết. Rồi mỗi một ngày, sáu căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó tiếp xúc với sáu cảnh. Mắt cứ thích nhìn cái gì nó nhìn, tai thích nghe cái gì nó nghe. Cho nên mình thả rong sáu căn. Vì vậy mình không, khả năng định tâm của mình yếu ghê lắm. Người cư sĩ tại gia khả năng định tâm của họ yếu ghê lắm. Hơn nữa người cư sĩ tại gia thì đa phần là chìm trong dục. Mình chìm trong dục đây không có nghĩa chỉ đơn thuần là vấn đề nam nữ,
mà còn trong cái việc ăn uống nè, ngủ nghỉ nè, tiền tài danh vọng, rồi trong những cái hưởng thụ cá nhân. Người tại gia cư sĩ chìm ở trong dục rất là nhiều, cái cơ hội mà họ ly dục đó, ít ghê lắm. Cho nên cái việc tu thiền đối với quý vị nó khó vô. Thành ra sư chủ trương là hướng dẫn quý vị thiền đề mục rải tâm từ. Để chi? Cái đề mục tâm từ ấy nó có một đặc tính là ngay cả những cái người mà không có chuyên thì họ vẫn có thể hành tâm từ. Và cái việc mà hành tâm từ không đòi hỏi là một người hành giả phải ngồi một chỗ hoặc có những cái điều kiện ràng buộc, mà một vị hành giả mà thực hành thiền rải tâm từ ấy, vị đó có thể vừa đi vừa thiền tâm từ được, có thể vừa làm việc vừa vừa thiền tâm từ được, vị đó có thể vừa nói vừa sinh hoạt trong các cái sinh hoạt hàng ngày bằng cái tâm từ vẫn được. Cái khả năng ứng dụng của cái tâm từ vô trong sinh hoạt hàng ngày của người tại gia cư sĩ nó rất là lớn. Cho nên sư chủ trương là hướng dẫn quý Phật tử là thực hành cái thiền tâm từ. Và một đặc điểm nữa của cái thiền tâm từ ấy là khi mà mình hành thiền nó rất khó mà hành sai. Tại vì quý vị hành cái kiểu gì đi chăng nữa thì nó vẫn là tâm thiện, vẫn là tâm đại thiện dục giới. Trừ khi nào mình chứng thiền thì nó là tâm thiện sắc giới. Cái việc mà sư hướng dẫn quý vị hành thiền tâm từ ở chùa Nam Tông, sư có nhiều cái nắm chắc nó là như vậy. Cho nên là mặc dù không phải là một vị thiền sư nhưng mà sư vẫn có một số cái tự tin nhất định khi mà hướng dẫn quý vị hành thiền tâm từ. Một cái vị thầy mà có nhiều cái kiến thức về Phật pháp và y cứ trên kinh điển ấy, thì nó có những cái điều lợi. Thứ nhất là khi mà họ giải thích một cái đề tài thiền định ấy, thì họ sẽ giải thích một cách rộng rãi. Tại vì sao? Vì tùy mỗi người họ sẽ có một cách phù hợp riêng. Ví dụ như khi mà hướng dẫn thì vị này sẽ hướng dẫn hết 40 cái đề mục thiền định, thiền chỉ. Để gì? Để cho cái người hành giả đó biết được cái đề mục nào phù hợp cho mình. Rồi vị này có thể hướng dẫn là có 6 cái hạng căn tánh chúng sanh để xem coi mình phù hợp với cái hạng căn tánh nào để mà hành thiền cái đề mục nào. Rồi khi mà vị này hướng dẫn thì vị này sẽ chọn lọc những cái bản kinh, rồi chọn lọc những cái lý lẽ, những cái lời dạy của những cái vị thiền sư hoặc là những cái vị thánh tăng hoặc là lời dạy của Thế Tôn từ cái chỗ này hoặc chỗ kia để mà hướng dẫn quý vị. Thì đó là tiêu chuẩn của một cái vị thầy có thể hướng dẫn quý vị hành thiền. Và cái này là sư nói ở trong Thanh Tịnh Đạo ha. Và cái trách nhiệm khi mà mình tới gặp một vị thầy ấy thì có một số điểm mình cần lưu ý nè. Là thứ nhất là mình không nên trông đợi cái lợi ích vật chất từ vị thầy. Ví dụ như khi mà mình tới học đạo thì mình không nên trông mong là mình sẽ được đón tiếp một cách thoải mái, mình có thể có một cái chỗ ở ngon lành, rồi mình có thể ăn uống một cách ngon miệng. Không nên trông mong như vậy. Sư đương nhiên biết là có một số thiền viện ấy, mà mình vô cái chuyện ăn uống nó đã lắm. Thậm chí mà nói là sư, khi mà nhớ về một số thiền viện nào đó thì cái mà sư tâm đắc đầu tiên đó là cái chỗ đó ăn ngon. Đó. Nhưng mà nên nhớ là khi mình học đạo ấy, đến với một vị thầy, cái mà mình cần không phải là những cái giá trị vật chất. Cái mình cần không phải là một chỗ ở tốt. Cái mình cần không phải là một cái chỗ ăn ngon. Cái mình cần là được học đạo. Cho nên ở trong cái kinh khu rừng ấy, Đức Phật có nói là nếu như một cái chú xứ, một cái khu rừng mà ở đó đó những cái thiện pháp mà nó không có thì nó phát sanh, những cái thiện pháp nào nó có rồi thì nó được tăng trưởng. Thì những nơi như vậy cho dầu là nó khó khăn về cái chuyện ăn uống, khó khăn về chỗ ở, khó khăn về đi lại, khó khăn về đủ mọi thứ hết, nhưng mà chỉ cần nó làm cho thiện pháp của mình phát triển tăng trưởng thì cho dầu ấy, người ta có đánh đuổi mình cũng phải xin ở lại. Còn những cái chú xứ nào, những cái khu rừng nào mà thiện pháp của mình ấy
nó bị suy giảm mà những cái pháp bất thiện nó tăng trưởng, thì những chỗ đó đó, cho dù có ăn ngon như thế nào đi nữa, cho dù cái khí hậu, cái điều kiện môi trường, thời tiết, chỗ ở nó có phù hợp như thế nào đi chăng nữa, cho dù mình có được cung phụng như ông hoàng bà chúa đi chăng nữa, thì nếu cần thiết có thể bỏ đi ngay trong đêm mà không cần từ giã. Đó là trong kinh khu rừng Đức Phật dạy như vậy. Cho nên ấy, khi mà mình tới học đạo với một vị thầy ấy, phải chuẩn bị tâm lý trước là mình không có cần phải một cái sự đãi ngộ nào đó thỏa mãn về vật chất, chuyện đó không cần thiết. Nhưng mà ở chùa Nam Tông thì ít nhất nếu như mà quý vị xuất gia gieo duyên hoặc là ở tu một cái khóa ngắn hạn thì ít nhất là về cái mặt ăn ở thì không có lo. Bởi vì chùa, mặc dù chùa không có lớn, nhưng mà nếu mà lo cho vài chục người, trăm người thì nó cũng không phải là một cái gánh nặng. À, vẫn có thể lo được. Chẳng qua thì mình ăn nó hơi khổ tí xíu, ở hơi chật tí xíu thôi, nhưng mà vẫn được. Cái quan trọng là quý vị chịu tu, chứ còn chỉ cần chịu tu là chùa chịu nuôi, chứ không có cái gì mà mình phải lo hết. Rồi tiếp nữa là khi mà mình tới gặp một vị thầy ấy, thì mình nên đến trực tiếp gặp vị đó. Hoặc nếu mà mình không biết chỗ thì mình có thể hỏi. Mà hỏi là sao? Hỏi là con muốn gặp vị sư này, con muốn gặp vị thầy kia, vị đó đang ở chỗ nào? Đơn giản vậy thôi, đừng có nói thêm cái gì hết. Tại vì sao? Bởi vì có một số người thì không thể nào mình lấy lòng hết được. Giống như sư Chắc Nguyên, có lần ấy, có một cô Phật tử hỏi sư là tại sao mà sư làm mất lòng nhiều người như vậy. Thì sư Giác Nguyên mới nói là tại vì tôi không có thời gian để lấy lòng người ta. Đơn giản vậy thôi. Cho nên ý, một số vị thầy họ không có nhu, mà họ thuộc cái hàng mà có trí thiện tri thức, họ không nhu cầu lấy lòng người khác. Và chính vì họ không có nhu cầu lấy lòng người khác, cho nên ý, cái khả năng họ bị ghét cũng hơi bị nhiều. Cái vấn đề đơn giản vậy thôi. Mà khi mà mình tới mà mình hỏi tùm lơ, hỏi người này hỏi người kia, mà mình ví dụ mình ngồi lại, mình kéo ghế, mình bắt chuyện, mình rót ly trà, mình rót ly nước, mình ngồi mình tán gẫu. Nếu như mà mình gặp một cái vị mà ghét cái ông thầy này nè, ghét vị thầy mà chuẩn bị mình tới hỏi, thì vị này có thể bị bàn ra. Có thể bàn ra, có thể chê. Chê có thể chê đúng hoặc có thể chê sai. Để chi? Để cho mình không có cái niềm tin nơi cái vị thầy đó nữa, và mình có khuynh hướng mình đi về. Suy nghĩ là nếu như ấy, mà tới thì nên tới trực tiếp. Tại vì nếu mà không tới trực tiếp ấy, thì có thể do nhiều nguyên nhân mà mình có thể không có thành tựu được cái việc là mình tới hỏi đạo một cái vị thầy. Cho nên quý vị cần phải lưu ý cái chuyện đó. Rồi điều tiếp theo là mình nên thực hiện cái bổn phận của người đệ tử. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải có cái sự tôn trọng tối thiểu nơi cái vị thầy của mình. Theo cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì có những cái quy định như thế này nè. Là khi mà mình gặp một cái vị tỳ khưu ấy, mà quý vị chào ấy, nên bỏ dép. Đặc biệt là khi vị đó không mang dép. Đặc biệt khi vị đó không mang dép mà mình gặp vị đó đó, mà mình ngay cả khi mình chào đi chăng nữa thì mình cũng phải bỏ dép ra. Huống chi là khi mà quý vị hỏi đạo. Khi hỏi đạo thì đương nhiên là không mang giày dép. Rồi khi mà thuyết pháp mà quý vị nghe đó, nếu mà mình là vị trí người nghe thì mình phải ngồi ở vị trí thấp hơn. Ngay cả như đó là một vị cao hạ hơn, một vị trưởng lão, thì khi mà nghe pháp, vì tôn trọng giáo pháp cho nên vị đó ngồi ở vị trí thấp hơn. Và một vị pháp sư, một vị nói pháp luôn ngồi ở vị trí cao hơn. Một người nữ thì không gặp một vị sư một mình, ít nhất mình đi hai người. Nếu như đó là một người nam càng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là một vị tỳ khưu ấy, ràng buộc trong thế giới luật là vị đó không được tiếp chuyện riêng với người nữ ở nơi khuất. Khuất là sao? Ví dụ như sư với một cái cô nào đó đi vô phòng khách, người ngoài
mặc dù phòng nó không có đóng cửa nhưng mà nó khuất cái tầm mắt của người khác thì đó vẫn là chỗ khuất. Hoặc là thí dụ như sư ngồi ở cái bàn đá ngay gốc cây, có thể người đi qua đi lại họ có thể thấy, nhưng mà cái chỗ đó có cây cối nó che cũng được tính là chỗ. Hoặc là có một cô ngồi ở đây, muốn gì về hết rồi, còn một cô ngồi ở đây, sư ngồi ở đây, cái chỗ này thì thông thoáng, người ngoài có thể nhìn thấy nhưng mà họ không nghe được sư nói cái gì, thì nó cũng là chỗ khuất. Cho nên một vị tỳ khưu có rất là nhiều những cái hạn chế, và cái này là để tránh cho vị đó bị phạm lỗi. Cho nên khi mà một người nữ, khi mà quý vị đến hỏi đạo, tốt nhất là nên đi chung với một người. Nguyên nhân thứ hai, cũng do luật, thì một vị tỳ khưu khi mà nói đạo với người nữ chỉ nói không quá 6 câu là phải đổi tư thế. Thí dụ như nói xong 6 câu đang ngồi đứng dậy, nói xong 6 câu đang đứng ngồi xuống. Quý vị thử nghĩ coi cái chuyện đó nó mệt, nó khổ ghê lắm quý vị. Nó khổ ở chỗ là đứng lên ngồi xuống nó cũng mệt, mà mình lo mình nói chuyện mà mình đếm ấy, bản thân nó cũng là cái mệt. Cho nên nếu mà quý vị có nhiều người đi cùng thì nó tốt nhất. Tốt nhất là có người nam. Tại vì sao? Người nam khi chỉ cần có mặt người nam thì mình không có gặp hạn chế đó. Hoặc thậm chí là người nữ đi nữa. Ví dụ như là 4 cô, thì bây giờ cô thứ nhất 6 câu, cô thứ hai 6 câu, cô thứ ba 6 câu, cô thứ tư 6 câu, 6, 4, 24. Sư nói 24 câu, sau đó sư mới đổi tư thế. Nó cũng khỏe hơn. Rồi có những trường hợp như là quý vị nên tránh cái chuyện hỏi đạo online. Cái này sư nói thiệt, nếu như mà quý vị gần chùa ấy, hoặc ở trong thành phố, nên tránh cái chuyện hỏi đạo online. Bởi vì mình có thể đi tới cái chỗ vị thầy đó. Nên thể hiện cái sự tôn trọng với giáo pháp. Trừ phi vị đó ở xa. Ở xa ví dụ như ở tỉnh khác, hoặc thậm chí như là ở một cái quốc gia khác, thì chẳng đặng đừng, thì mình mới phải hỏi đạo trực tuyến thôi. Chứ còn ngoài ra đó, thì mình vẫn nên tới trực tiếp. Mặc dù cái câu hỏi của mình không đâu vào đâu hết, nó có thể là chỉ cần trả lời một câu hai câu thôi, nhưng mà mình vẫn nên tới nơi. Vẫn nên tới nơi. Vì sao? Vì đó là thể hiện cái chuyện mình tôn trọng giáo pháp. Có thể vì đó mình không tôn trọng cũng được, không sao hết, nhưng mà mình phải tôn trọng giáo pháp. Như là trong kinh, trong tạng luật thì còn miêu tả bổn phận của một vị đệ tử nó rất nhiều. Ví dụ như là vị đó xách nước cho thầy ha, rồi đắm, rồi chà lưng cho thầy, rồi ví dụ như là như trường hợp mà sư đi chân không ấy, thì sư sẽ có cái xô đựng nước để mà rửa chân trước khi mà đi vào phòng. Thì nếu như mà một cái người đệ nhỏ hạ hơn sư chẳng hạn, hoặc là một cái người cư sĩ mà cũng đi chân không ấy, thì khi mà họ tới cái phòng của sư mà sư kêu họ rửa chân đi vào vô, thì vị đó cũng không nên rửa, bởi vì cái đó là nước sư dùng riêng. Thì cái vị đệ tử, một vị nhỏ hạ hơn thì cũng không nên dùng, trừ khi mà sư nói là cái nước này nước dùng chung, mọi người đều dùng chung hết, không có của riêng ai hết, thì vị đó có thể sử dụng. Hoặc là trong Tinh Tịnh Đạo còn nói là ví dụ như trong trường hợp mà đưa dầu để mà sức ấy, thì chẳng hạn như cái đó là dầu sức chân chẳng hạn, thì cái người vị mà nhỏ hơn ấy, vị đó cũng không nên sức liền, mà vị đó phải dùng ít chấm lên đầu để thể hiện sự tôn trọng, sau đó thì mới sức. Có những quy tắc như vậy. Tại vì khi mà mình có sự tôn trọng với vị thầy và có sự tôn trọng với pháp, khi mà mình nhận được cái lời dạy đó, thì mình mới có cái sự tôn kính và có cái sự thực hành một cách đúng đắn. Thành ra sư có những trường hợp sư rất ngại khi mà hỏi đạo ở trên xe, hoặc hỏi đạo ngoài đường, hoặc là hỏi đạo ở những cái nơi nó không có đủ trang nghiêm, thì sư rất là ngại. Bởi vì thứ nhất là nó không có đúng pháp. Cái thứ hai á, là cho dù mình thuận tiện đi, nhưng mà người ta sẽ không có cái lòng tôn kính giáo pháp. Họ sẽ thấy cái chuyện mà hỏi đạo, biết đạo là cái chuyện nó dễ dàng, và họ sẽ có cái khuynh hướng là coi thường cái lời mình hướng dẫn.
Thì đó là những cái điều không nên. Như trường hợp mà vừa rồi đó, sư có đến chùa Từ Quang thì sư gặp một vị thượng tọa, sư hỏi pháp. Thì quý vị biết là khi mà đến nơi thì sư vẫn ngồi dưới đất đảnh lễ, sau đó ngồi ở dưới để mà hỏi đạo. Thì vị này mới hỏi là sư là sa di hay tỳ khưu, sư nói dạ con tỳ khưu. Thì vị này mới cho phép là lên ghế ngồi, thì sư mới được lên ghế ngồi. Chứ mình không có, thậm chí là khi mà tới thì sư cũng không có tự tiện. Thì đó là những cái cách ứng xử khi mà mình gặp một vị thầy mà mình có cái lòng hỏi đạo. Thì đương nhiên là có thể một số Phật tử thấy cái chuyện này sao ông sư khó khăn quá, thực tế sư không có khó. Chẳng qua là mình tôn kính pháp thì tự nhiên cái chuyện đó mình làm một cách nó tự nhiên thôi. Chứ không có cái chuyện gì mà mình thấy nó bất hợp lý đó. Quý vị biết là có những vị thầy, có những vị sư mà sư đảnh lễ có nghĩa là mình có thể quỳ lại một cách hết sức tự nhiên, mình không thấy có một cái gì nó lấn cấn hết. Nhưng mà khi mà sư làm cư sĩ đó, thì có một số trường hợp sư thấy mình đâu có gì đâu mình phải lại với người này. Nhưng mà khi mà mình học đạo rồi đó thì cái chuyện mà đảnh lễ một cái vị lớn hạ hơn, sư thấy nó là cái chuyện hết sức bình thường. Bởi vì nó là cái lòng, thể hiện cái lòng kính trọng. Chứ mình không có cái gì mà phải ghê gớm hay là nâng cao quan điểm hết. Đó là sư nói về các cái vị thầy. Và tuần sau thì chúng ta sẽ trình pháp. Và tuần sau thì chúng ta sẽ học về 6 cái loại cơ tánh chúng sanh. Mỗi một loại chúng sanh ấy, họ sẽ có một trong 6 cơ tánh, đó là gì? Tham, sân, si, tầm, tính, giác. Thì hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu coi bản thân chúng ta thuộc cái cơ tánh nào, để mà chúng ta có cái lựa chọn thích hợp khi mà chúng ta hành thiền. Và qua cái bài sau đó thì nó có một cái thú vị nữa là mình có thể dựa vào đó mình học một tí xíu coi tướng, để mà mình biết là một cái người nào đó biểu hiện của họ như vậy là họ thuộc cái tham nhiều hay là sân nhiều hay là si nhiều, hoặc cái người biểu hiện như vậy là họ sẽ nặng về đức tin hay là họ nặng về trí tuệ, mình có thể nhìn và mình hiểu. Đó là cái phần của cái bài học sau. Còn bây giờ thì sư sẽ dành một ít thời gian để cho quý vị có cái câu hỏi nào thì quý vị có thể hỏi ha. Thì thứ nhất, cái gọi là hạnh đầu đà đó là một cái cách tu thiểu dục tri túc của một cái vị có nhu cầu hướng đến cái chuyện giải thoát. Quý vị biết là cái thời quá khứ có những người tại gia cư sĩ mà chỉ cần Đức Phật nói một câu, hoặc là một cái vị tỳ khưu nào đó chỉ cần nói một câu, vì đó có thể chứng thánh. Tại gia cư sĩ, vì đó không cần xuất gia, vì đó không cần mất nhiều thời gian tu tập, mà vì đó chỉ cần nghe một câu đạo thôi, vì đó hoàn toàn có thể chứng thánh. Thì những trường hợp như vậy đó, trong cái kinh Milanabanda thì ngài Nagasena ngài nói đó, những vị này nhờ đã thực hành cái hạnh đầu đà từ trước rồi, cho nên ấy, kiếp này không cần phải tu tập nữa. Do vì đó thực hành hạnh đầu đà từ trước, ba la mật đã đầy đủ, và cái kiếp này chỉ cần một cái giọt nước thôi là cái ly nó sẽ tràn. Thì khi mà mình thực hành cái hạnh đầu đà đó, mình sẽ tăng trưởng cái phước báo và tăng trưởng cái ba la mật. Tùy theo mỗi cái hạnh đầu đà mà nó có khác nhau, nhưng tự chung nó đều hướng tới một cái mục đích, đó là chúng ta thiểu dục tri túc. Cụ thể như thế nào? Ví dụ như riêng về cái hạnh mà ăn uống ấy, nó có những cái pháp đầu đà như vậy. Đầu đà thứ nhất là ngày chỉ ăn một lần. Có nghĩa là cái vị hành đầu đà ngày chỉ ăn một lần ấy, thì cho dù trong cái ngày hôm đó vừa mới mở mắt ra mà vị đó nhận được một cái trái cam, là coi như vị đó ăn, nếu mà vị đó ăn cái trái cam đó là coi như một ngày hôm đó vị đó nhịn luôn, không ăn thêm một cái gì nữa, vị đó chỉ ăn một lần thôi, một lần trong ngày. Hoặc cho nên đa số những vị hành đầu đà mà ăn một lần thì những vị đó không ăn sáng, và vị đó để tới trưa ăn luôn một lần. Rồi hoặc là cái vị hành, cái hành đầu đà thứ hai mà liên quan tới cái việc ăn nè, là vị này chỉ ăn một lần mà
ngồi ăn một lần thôi, một lần ngồi ăn. Có nghĩa là sao? Ví dụ như vị đó cầm, như Phật tử thì cầm cái tô, mà ông sư thì cầm cầm cái bát, mà mình ngồi xuống vậy mình ăn nè, mà có cái chuyện gì đó mình nhấc người lên rời khỏi cái mặt ghế là không ăn nữa. Đó có nghĩa là ngày mình chỉ ngồi đó mình ăn một lần một thôi. Rồi cái hạnh đầu đà thứ ba liên quan tới cái việc ăn đó là không có ăn thêm. Ví dụ như bình thường mình quý vị ăn ở trong tô ha, mà mình có cơm rồi có rau có đậu hũ, thì sau khi mà mình ăn xong rồi đó, mình có thể mình gấp thêm đồ ăn ở ngoài vô, hoặc là mình có thể mình bới thêm cơm. Nhưng mà cái vị này đó không có nhận thêm đồ ăn trong cái đó, trong cái tô đó có bao nhiêu vị đó dùng hết bao nhiêu, dùng xong rồi thì thôi. Thậm chí như vị đó đang dùng mà người ta có cúng dường nước hay là cho sữa hay cho thêm bánh trái gì đó, vị hành cái hành đầu đà vị đó không có ăn, vị đó chỉ ăn đúng trong cái tô đó thôi, không có nhận thêm. Rồi cái hạnh đầu đà thứ ba, thứ tư mà cũng liên quan tới cái việc ăn đó là gì? Đó là vị này chỉ đi khất thực, chứ vị này không có nhận cái lời thỉnh cầu của cư sĩ. Cái này thì chỉ có hàng xuất gia mới làm được thôi, đó chỉ ôm bát đi khất thực ở ngoài đường. Còn nếu mà cư sĩ mà thỉnh tre tăng cúng dường, vị này không có nhận. Cho nên những cái hạnh đầu đà mà nói về cái việc ăn, cái gì thấy để chi, nó là một kiểu thiểu dục chi túc. Rồi nói về cái vấn đề mặc ha, thì có cái hạnh đầu đà là chỉ mặc cái y quăng bỏ. Y quăng bỏ là sao? Thí dụ như những cái tấm vải liệm xác chết, hoặc là những cái tấm vải ở trong cái đống rác, hoặc là những khúc vải mà quăng ở bên đường, vị này lượm về cắt may để mà mặc, chứ không có nhận cái y mà cư sĩ cúng dường, vị đó không có nhận. Rồi có cái hạnh đầu đà về cái chỗ ở. Ví dụ như có một hạnh đầu đà là vị này chỉ ở dưới gốc cây, chứ vị này không có ở trong nhà. Rồi cái hạnh đầu đà thứ hai là vị này chỉ ở cái nơi như là mộ địa, tha ma mộ địa thôi, chứ vị này không có ở cái chỗ nào mà nó không có cái bãi tha ma. Rồi cái hạnh đầu đà là vị này chỉ ở nơi cái đồng trống, có nghĩa là cái chỗ trống mà không có mái che đó, cho dù nắng mưa đi chăng nữa vị đó vẫn không có chui vô cái chỗ có mái che, nó cũng là một hạnh đầu đà. Rồi có vị hành cái hạnh đầu đà là vị này ngồi luôn không nằm, có nghĩa là ngủ thì cũng ngủ ngồi. Như là lần tới nè, rằm tháng tư tới thì mình sẽ hành cái hạnh đầu đà này, có nghĩa là mình ngăn oai nghi nằm trong một đêm. Có nghĩa là đêm đó tối ha, chừng 8 giờ 9 giờ gì đó thì mình thọ cái đầu đà này, có nghĩa là chọn cái đêm nay là con không có nằm. Quý vị có thể ngủ ngồi nhưng mà mình không có được nằm. Nó có ba bậc, ví dụ như là bậc hạ thì mình có thể ngồi dựa lưng, rồi có cái ghế mà kê chân ấy, cái loại ghế dựa mà vừa có dựa tay này, dựa lưng và kê chân thì mình có thể làm được. Bậc trung là chỉ có thể ngồi cái ghế dựa thường thôi, không có kê chân. Đó, ghế dựa thường ví dụ như cái băng đá ngoài trước, đó chỉ có dựa lưng thôi. Rồi bậc thượng là ngồi không có dựa luôn. Đó, có nghĩa là cái hạnh đầu đà mà ngồi luôn không nằm. Đó là một số cái hạnh đầu đà mà khi mà mình thực hành nó đưa tới cái việc là mình hiểu dục duy túc và dẫn đến những cái chứng đạt thánh quả ở cái đời sau kiếp khác. Ví dụ như mình thấy là mình cái chuyện mà xuất gia rồi tu rồi năm này qua năm kia, mình thấy một kiếp mình làm không nổi, thì mình có thể dùng cái kiểu tích lũy cái nghiệp, tích lũy cái ba la mật bằng cách là cái đời này có những cái dịp mà mình hành cái hạnh đầu đà đó, thì mình ráng mình thực hành một ngày, ví dụ như một năm đó thì chùa tổ chức ba đợt hành cái hạnh đầu đà, thì mình tham gia được 3 ngày thì mình cũng có 3 ngày công đức. Nó là như vậy. Về cái câu hỏi thứ hai là làm sao để mà mình rải tâm từ, thì cái vấn đề này đó sư lặp lại ha,
là cái cách đầu tiên là mình rải tâm từ cho chính mình. Đối với người mà chưa từng rải tâm từ bao giờ đó, thì mình rải tâm từ cho chính mình bằng cách nào? Nhìn vô cái cơ thể này, quán tưởng nó như là một cái khối tổng hợp, một cái khối cố định, và mình phải suy tưởng mình thương nó, mình thương cái cơ thể này. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ cái cơ thể này mà mình có thể tu tập, nhờ cái cơ thể này mà mình có thể nương tựa để mình làm các cái thiện pháp. Cho nên ấy, biết ơn đó, chính vì biết ơn nó thì khi quý vị nhắm mắt lại đó, quý vị nhìn vô cơ thể này, quý vị mong bốn chuyện. Thứ nhất, mong cho cơ thể này nó được sự an vui. Thứ hai, tránh khỏi sự khổ thân. Thứ ba, tránh khỏi sự khổ tâm. Thứ tư, giữ gìn thân tâm được an lạc. Vì chỉ nhớ bốn cái câu ngắn gọn thôi à, mong cho cơ thể này được sự an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an. Chỉ có như vậy và mình hành suốt, đó là mình rải tâm từ cho chính cái cơ thể này. Và nhớ, mình rải tâm từ đối với cơ thể này như là một người khách, chứ đây không phải là cơ thể của tôi. Không có chuyện là mong cho tôi được cái này được cái kia, mà mong cho cái cơ thể này không phải là của tôi, chẳng qua là hiện tại bây giờ đó phải nương nhờ nó thì phải rải tâm từ cho nó thôi. Và tiếp theo, khi mà mình rành rẽ, mình thông thuộc cái phương pháp mà rải cho chính bản thân mình rồi đó, thì mình bắt đầu mình chọn cái đối tượng. Đối tượng đây có hai kiểu. Thứ nhất là một cái đối tượng cố định mà mình nương nhờ cái đối tượng này để mình chứng thiền. Thứ hai là cái đối tượng mình áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Thì về bản chất thì nó cũng không khác nhau, nhưng mà có một số điểm như vậy nè. Là nếu như mình chọn cái đối tượng để mình chứng thiền ấy, thì cái đối tượng đó nó không thay đổi nữa. Còn cái đối tượng hàng ngày mình có thể linh hoạt. Ví dụ như mình gặp đối tác, mình gặp bạn hàng, mình gặp bạn bè, gặp người này người kia, thì mình có thể rải tâm từ đó với họ. Nhưng mà cái đối tượng mình phải có một cái đối tượng cố định. Ví dụ như quý vị chọn một cái người mà quý vị có cái lòng kính mến, nhưng mà đó không phải là người thân của mình. Nhớ, không phải là người thân. Bởi vì người thân ấy, thì mình có thể nhầm lẫn giữa cái tâm từ và tâm ái. Cái thứ hai là cái người đó đó phải cùng giới tính với mình. Ví dụ như mình là người nữ thì mình chọn cái đối tượng là người nữ, mình là người nam thì chọn đối tượng là người nam. Vì nếu mình chọn cái khác giới đó thì nó sẽ có tâm dục phát sinh. Và đương nhiên đối với một số người mà không phải nam không phải nữ thì họ phải chọn cái đối tượng nó cũng phù hợp với họ. Ví dụ như họ thích người nam, ví dụ cái người đó họ thích nam họ không thích nữ, thì họ phải chọn cái người nữ làm đối tượng. Hoặc cái người đó họ chỉ thích nữ không thích nam thì họ phải chọn cái người nam làm đối tượng. Đó là đối với người mà có cái giới tính phức tạp. Còn với mình nó đại đa số người nam thì chọn người nam, người nữ thì chọn người nữ. Và cái điều kiện thứ ba là cái đối tượng đó đó nó phải còn sống. Cái người mình chọn để mà mình rải tâm từ họ phải còn sống. Người chết không rải tâm từ. Thì khi mà mình chọn xong rồi đó, tốt nhất là mình có thể nhìn thấy họ. Đối với người sơ cơ, tốt nhất mình có thể nhìn thấy họ, đó là tốt nhất. Còn nếu mà mình không thể nhìn thấy họ đó, mình có một cách gián tiếp là mình có thể dùng cái hình ảnh của họ, có thể chụp hình. Mình sẽ có một cái hình ảnh của họ để ở phía trước này. Để gì? Để mình ghi nhớ, mình có cái ấn tượng về cái khuôn mặt của họ. Và sau đó mình làm cái bước tiếp theo. Thì cái bước tiếp theo này đó là cái đối tượng mình chứng thiền hoặc là cái đối tượng sinh hoạt hàng ngày là nó không khác ha. Cái bước tiếp theo là mình quán tưởng họ. Quán tưởng ở đây thì mình có thể dùng cái từ là tưởng tượng họ đó. Tưởng tượng họ là con ruột của mình, như là con ruột của mình. Và khi đó mình phát sanh cái tình cảm của một người mẹ đối với cái đứa con.
Và khi đó mình thật lòng muốn cho cái đứa con đó nó cũng được bốn điều như hồi nãy sư nói. Đó là sao? Mong cho đứa con đó luôn được sự an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Rồi trong các cái sinh hoạt hàng ngày đó, nếu như mà mình không chọn, không có bám vào cái đối tượng cố định đó mà mình sinh hoạt, ví dụ như là quý vị gặp bạn hàng, quý vị gặp bạn bè, quý vị gặp gia đình người này người kia, quý vị có thể áp dụng luôn. Ví dụ như mình gặp đối tác, hoặc là mình gặp một người bạn, ví dụ như một người đó đang bệnh chẳng hạn, hoặc là một người qua đường, mình có thể nhìn cái người đó rồi mình bắt đầu mình quán tưởng họ như là con của mình, và sau đó mình trải tâm từ đó với họ. Đó là sao? Mình thật lòng mong cho cái người con mà mình đang nhìn thấy đó được sự an vui, tránh khỏi sự khổ tâm, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm. Đó là cách trải tâm từ. Đương nhiên thì có một số cái cách nữa, nhưng mà những cách đó, thứ nhất là mình biết nhiều mình sẽ loạn, cái thứ hai thì nó là để tới cái phần mà chuyên về đề mục tâm từ ấy, khi mà giải về các cái đề mục thiền định thì sư sẽ nói rõ hơn. Trước mắt thì quý vị chỉ thực hành như vậy là theo sư thấy là đã đủ rồi. Còn cái câu hỏi thứ ba hồi nãy cô hỏi về cái vấn đề mà thuyết pháp, thì thứ nhất là cô có thể chọn cái vấn đề giáo lý. Sư ví dụ như là mình chọn nói về cái việc bố thí chẳng hạn, thì mình có thể nói là bố thí nó có mấy kiểu bố thí nè, rồi cái đối tượng bố thí là như thế nào nè, rồi bố thí vào cái lúc nào là phù hợp, bố thí như thế nào để mình được cái phước đức nhiều chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình nói về giữ giới, mình có thể nói về cái giới không sát sanh, có thể nói về cái giới không trộm cắp, nói về giới không tà dâm, nói về giới không nói dối, nói về giới không uống rượu. Hoặc là mình có thể nói về những cái bổn phận của người mẹ đối với con, của người con đối với mẹ, mà theo tinh thần Phật Pháp thì Đức Phật đã dạy như thế nào trong các cái bổn phận của gia đình đó. Rồi khi hoặc là mình có thể nói là gọi là một cái dựa theo một cái bài kinh Pháp Cú chẳng hạn, như Đức Phật nói là không làm các việc ác, hãy làm các hạnh lành, giữ tâm cho trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Thì mình có thể phân tích không làm việc ác là làm những cái việc nào, không làm việc lành là làm các việc lành là làm những việc nào, giữ tâm trong sạch là giữ tâm ra làm sao. Thì như vậy mình cũng đã có một cái bài pháp rồi. Hoặc là quý vị có thể mở tạng kinh ra. Kinh thì có một bộ ở trên chánh điện, quý vị có thể mở ra quý vị coi. Nó có cái kệ sách ấy, quý vị mở ra quý vị coi. Quý vị chọn một cái bài kinh nào đó nó ngắn vừa phải thôi, phù hợp với cái năng lực của mình. Hoặc là mình chọn một cái đoạn kinh mình đọc ấy, quý vị cứ đọc, rồi quý vị sẽ thấy có một cái đoạn nào đó mà mình thích thì quý vị học thuộc cái đoạn đó, rồi quý vị lên đây quý vị trình bày. Hai kiểu, là một là mình trình bày theo cái kiểu mà biện luận đó, thì cái kiểu biện luận á quý vị có thể cầm giấy, cho quý vị cầm giấy quý vị đọc. Nhưng mà kiểu học thuộc ấy thì mình bỏ giấy qua một bên ha, bỏ giấy qua một bên rồi mình bắt đầu mình tụng trùng tuyên lại, tụng lại cái bài kinh đó. Thì có hai cách. Hoặc là ở trên đó sư không biết là có ai chôm chĩa chưa thì sư không biết, nhưng mà ở trên đó thì có một cái bộ là chú giải kinh Pháp Cú, nó bao gồm những cái câu chuyện giống như là cái chuyện cổ tích đấy, nó bao gồm những câu chuyện mà quý vị đọc rất là dễ nhớ, và quý vị có thể đọc lại, diễn tả lại, thuyết pháp lại cho người ta khác nghe. Đó là những cách ha. Rồi. Rồi bây giờ thì nó cũng gần tới giờ tụng kinh rồi. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng và nghỉ ha. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika
Punyan tang nam mô ditua chi răng rắc khăn tu sasanam Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika Punyan tang nam mô ditua chi răng rắc khăn tu desanam Akasattha ca bhummattha devanaga mahitika Punyan tang anumoditva chiram rakkhantu mam param Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhiya Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya Etavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya Idam me nyatinam putu sukhita hontu nyattayo Idam me nyatinam putu sukhita hontu nyattayo Idam me nyatinam putu sukhita hontu nyattayo Idam me punyang asavakkhaya vaham hotu Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu Mamam punyapagam sabbasattanam dhimma Sadhu, sadhu, sadhu